Giỏi như này. Ngon quá. Thời gian vừa qua mình thấy rất nhiều clip top top về gọi là đồ bim bim fake của bà Tuyết nha các bạn nha. Điều này mình ra tạp hóa môi thử. Gần nhà mình thấy cũng bán mới bán thôi. Thì mình cứ nghi của bà Tuyết. Mình không ngờ là đúng, nó vẫn là hàng fake thật các bạn ạ. Vẫn là hàng fake. Ảo thật đấy, mày ăn giờ. Mình không biết là cái nào hàng fake hàng thật đâu. Đây, không biết cái này là fake hay không các bạn. Đây là bim bim máy ngói. Đấy thì các bạn nhìn xem có phải hàng fake không nào. Mình đây là ăn cùng bà Tuyết này. Thì khả năng là thật này. Đấy, ăn cùng bà Tuyết các bạn. Còn cái này lại khác này. Ăn cùng bà Tuyết. Ăn cùng bà Tuyết. Đó là đùi gà phô mai các bạn. Đùi gà phô mai ăn cùng bà Tuyết. Ok nhé. Đây. Cái này thì làm từ bim bim máy ngói này, làm từ ngô và phô mai. Đấy. Còn cái đùi gà phô mai làm từ đùi gà và phô mai. Rét nhỉ. Chán tử nhé. Thơm phết. Máy ngói. Mùi phô mai thơm phết. Để các bạn. Mời các bạn nha. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Giòn. Ngọt. Thơm. Cái ngon lắm. Bảo sao hôm mình thấy mấy bạn mà thả diều của mình ấy ăn ấy, mình hỏi các bạn đấy á, là cái bim bim nào ngon nhất, thì các bạn ấy bảo gói này. Công nhận gói này ngon thật. Ngô và phô mai các bạn. Ngon thật. Đây cái này thì ăn cùng bà Tuyết thật. 5.000 một gói các bạn, 5.000. Ngon không? Thì là ngon thật. Có được gặp phô mai không biết là thế nào. Ngon lắm các bạn ạ. Đây rồi, ăn cuốn quá này. Ngon quá. Ok nhá. Này, sang ăn lại fake em. Ăn trở lại fake này xem ra gì không này. Nó cho cái móc lại ở trên cái in cũng hàng fake của khác. Các bạn nhìn nhá. Đây này. Bây giờ cái móc này nó phải ở dưới chỗ này này. Đấy thì móc ra mới được. Đây nó ở trên chỗ in này móc ra bằng khâu bằng nhau. Nó móc bằng một này. Cũng đồ fake của khác. Này các bạn. Trông cũng đùi gà. Đùi gà thật các bạn, đùi gà thật, đùi gà phô mai. Cũng có mùi phô mai thật. Đây các bạn. Này. Cho các bạn xem này. Đấy. Thơm phết. Có mùi phô mai thật. Giòn nhưng mà không là nó hơi cứng thế nào á. Hàng fake mà. Không ngon. Cái đầu tiên nhá. Thì cái logo này nó khác một các bạn. Ăn cùng bà Tuyết này. Nhưng mà đây hình như hàng fake nào á. Nhìn mặt đấm béo. Mình không biết bạn nào nhận được bảo nhá. Còn cái này thì fake hẳn rồi. Ăn cùng bà Tuyệt.
có hình trái cam. Hắn. Ok nhé. Hai cách in hạn sử dụng khác nhau này. Đấy. Ê, ý mà người ta vào nhà mày đâu mà mất gì? Mày ngày sản xuất nó không in ở đây, nó lại in xuống đây. Vãi chưởng. Mình cũng không biết là fake hay không, hay nói chung là hai loại fake tất. Đấy thì nhưng mình thấy cái này ăn ngon thật. Hay làm tướng ngu mới bắp cái đồng ngon thật. Ngon lắm luôn á. Nó ngọt ngọt, thơm thơm, bùi bùi. Ngon lắm luôn, thề luôn. Fake mà ăn ngon này. Nó ngon luôn. Đây không phải lần đầu mình ăn của bà Tết đâu. Ngày trước mình mua về review rồi. Mình đặt hẳn trên TikTok luôn. Mình nghi hai loại này fake lắm. Ok các bạn, bề sẽ sang một cái mới nhé. Cho các bạn đỡ cá. Gì? Đây các bạn biết là thế nhưng mà vẫn phải mua các bạn ạ. Này. Đây là nó cũng rẻ thôi. Cái này như 30 cái nào á. Đây là 35.000 ạ. Trông to này thôi nhưng thực chất nó chỉ có một tí trên thôi. Ở dưới người ta lót những bìa, bên mình sẽ bóc ra cho các bạn xem nhá. Ngày trước mình làm mứt rồi, thế là mình biết. Cái này thì được sản xuất ở dưới Hà Nội. Nhưng mà Hà Nội nào thì mình không biết. Để bóc ra xem có những cái gì ở trong nhá. Cái này ghim chắc quá. Mứt tết nha các bạn. Đấy. Đầu tiên là một cái này. Cái này chắc phải 10.000 mất. Ok, cái này chắc phải 5.000. Ông thần tài. Đấy, ông thần tài các bạn. Đấy, đấy, xài. Đấy, được quét đấy. Ôi ôi. Bim cá các bạn ạ. Ôi, này. Cái kẹo này nói chung là các bạn không lạ gì đâu rồi. Bim bim cá. Này kẹo lạ người ta đút vào túi kìa. Đấy đút vào túi người ta gập lại, người ta không ghi lại hay không hơi nóng gì luôn. Thế luôn đây các bạn. Bóc ra được luôn này. Ảo vãi. Ỉu. Người ta không ghi lại, ỉu rồi. Bị ỉu. Ăn món mặn. Rồi. Mứt cà rốt này. Đấy. Mứt táo khô này. Đấy. Nói chung là cái táo này không ăn được các bạn ạ. Mình phải chính là ở cái hộp đỏ đấy, nó lại ăn ngon. Còn nhìn mấy quả táo này là biết không ăn được rồi. Tại vì mình đóng mứt mình biết. Một cái này làm từ cái gì nhỉ? Lâu ngày quên rồi, bí đao hay nào ạ? Như thế. Cái này từ cái gì nhỉ? Lâu quá quên. Đấy, mứt xanh các bạn. Đấy. Rồi, cho rất lắm cái này. Cái mứt hụt này cho rất nhiều nha. Cho tặng 3 gói các bạn. Không biết là. Đấy, 1 đồng tiền. một euro bằng vàng các bạn ạ. Một euro
Mấy đồng tiền euro là có giá phết đấy, nhưng mà nó là bằng cao su sô cô la. Để cho tận ba gói này, không biết là cho làm gì đấy. Ok nha, hết nha. Đấy, còn là giấy toàn là xốp vui. Nói chung biết là không, biết là thế rồi nhưng mà vẫn phải mua các bạn ạ. Nói chung là Tết thì không thể thiếu mất được. Ok nha. Đấy, thì nói chung là mình đánh giá là cái loại mái ngói Tết này ngon phết. Ngon lắm. Ngon bùi bùi. Bảo sao ngon thật. Quán còn đúng một gói mình lấy luôn. Các bạn xem thứ hai cho mình xin 15 đăng ký kênh nhé. Nói chung là ngon nhất anh. Ngon quá. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo nhé.